Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về đề tài được mang tên là Trái tim và nụ cười của Bồ Tát Quan Âm. Hồi năm rồi mình nói chuyện lỗ mũi, năm nay mình nói chuyện cái miệng, được không? Được không quý Phật tử? Cách nhau có mấy phần thôi. Hồi năm rồi mình nói về lỗ mũi Quan Âm, thì bây giờ mình nói về cái miệng của Quan Âm. Năm rồi mình nói về hơi thở từ trong lỗ mũi, thì bây giờ mình nói về nụ cười từ trong cái miệng, được không quý Phật tử? Mình lại Quan Âm phải như thế. Có Phật tử nào mà lại Quan Âm mà cái mặt chầm dầm không? Có không? Lại Quan Âm, tất cả chúng ta có một điều sơ sót. Mình lại Quan Âm mà mình cúng dường cho Quan Âm bằng những giọt nước mắt khổ đau. Có chuyện buồn trong gia đình, khóc bù lu bù lo chạy vô lại Quan Âm. Tức là lại Quan Âm mà cúng dường cho Quan Âm một dĩa trái cây mà toàn là nước mắt trong đó. Hôm nay chúng ta phải đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm mà lễ vật cúng dường chính là nụ cười của con. Được không quý Phật tử? Hôm nay chúng ta sẽ cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm bằng một đóa hoa, là đôi hoa môi luôn rộ nở một nụ cười, và cúng dường Bồ Tát Quan Âm bằng một quả đi quý Phật tử. Không phải là quả nho, không phải là quả táo, không phải là quả lê, mà là quả tim của chính quý Phật tử. Được không? Cho nên chúng ta lễ bái Quan Âm 500 lại, đó là hành trụ lễ bái. Tất cả chúng ta đều có một điều sai, chúng ta cứ quỳ xuống lại, đứng lên quỳ xuống lại, đứng lên quỳ xuống lại, đứng lên. Chúng ta chưa bao giờ hành trụ lễ bái cả. Hành là phải đi, phải vận động. Trụ là phải nắm vững, không bao giờ sao lãng. Cứ đứng, cứ quỳ lại, đứng lên quỳ xuống lại có một chỗ như thế, một hồi là xỉu, một hồi là đuối, một hồi là mệt. Cho nên ni sư ở đây dẫn cho quý Phật tử đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm bằng một phương pháp là hành trụ lễ bái. Nhất bộ nhất bái, bước một bước đảnh lễ một lần, bước một bước đảnh lễ một lần. Ý nghĩa của nó chính là gì? Trong cái hạnh lành của con, mỗi một việc lành của con đều có lễ bái Quan Âm trong đó. Chứ không phải là mình lại Phật ở trong đạo tràng, mình lại đúng 500 lại xong rồi cái mình đi về. Mình lại Phật tức là mình phải có hành lễ bái, trụ lễ bái, niệm lễ bái. Quý Phật tử như thế mới đủ. Niệm lễ bái là lễ nào nhớ lễ đó. Hành lễ bái là từng bước chân đi của mình đều có tất cả những cái hạnh lành của chúng ta sinh ra. Trụ lễ bái là không bao giờ nghiêng ngã, không bao giờ chao đảo. Thì lại Phật như thế quý Phật tử mới gọi là hành trụ lễ bái. Đó, còn hồi mưa đó, năm rồi hay năm trước gì đó mà mưa một cái là bắt đầu là nó muốn tan hàng rồi. Vừa mưa xuống một cái là muốn nhảy vô trong cái hàng ba đứng cho nó đừng có ướt áo rồi. Quý Phật tử ơi, tại sao mình sợ cái áo lam của mình ướt mà tại sao mình không sợ hồn lam của mình ướt quý Phật tử? Tại sao mình sợ cái áo của mình ướt mà tâm hồn của mình, tâm thánh thiện của mình, tâm thanh tịnh của mình, tâm lễ bái của mình nó đang bị ướt mà mình không sợ? Từ đây trở về sau, cái áo nó ướt kệ nó, về phơi nó khô, cái tâm của mình ướt, phơi hoài không khô. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đến đây, chúng ta phát nguyện lễ bái Quan Âm, không phải phát nguyện suông. Chúng ta phát nguyện lễ bái Quan Âm, chúng ta phải làm sao cho Quan Âm của chúng ta tỉnh giấc. Chúng ta phải làm sao cho Quan Âm của chúng ta xuất hiện và làm sao cho Bồ Tát Quan Âm của chúng ta tìm về. Quý Phật tử ơi, có ai mà lại Quan Âm mà trước mặt của mình là khuôn hình của quỷ dữ không? Có không quý Phật tử? Coi chừng nghe quý Phật tử. Mình đảnh lễ Quan Âm là mình đang tạc thánh tượng Quan Âm, đang tạc thánh tượng Quan Âm. Mình làm sao mà mình đục đẽo trong tâm của mình hình ảnh của Bồ Tát, đục đẽo trong tâm của mình một khuôn mặt từ hòa của Bồ Tát, đục đẽo trong tâm của mình đôi mắt hiền lành của Bồ Tát, và hãy đục đẽo trong tâm của mình là nụ cười của Bồ Tát. Coi chừng tất cả chúng ta sẽ bị sai lầm là chúng ta ngồi tạc tượng Phật mà nó trở thành khuôn mặt quỷ. Nhớ nghe quý Phật tử, điều đó là điều cấm kỵ. Tất cả chúng ta đến đây, quý Phật tử ơi, chúng ta hai nhân duyên, chúng ta hạnh phúc lắm đó. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, thầy đi hoằng pháp ở bên Đức, tội nghiệp Phật tử bên ấy lắm, không đủ thời gian như chúng ta như thế này đâu.
đi đến phải sắp xếp đủ điều hết, chật vật lắm. Họ đến đây họ nghĩ trong đầu của họ là công việc và tiền, không được thanh thản như những người Phật tử ở Việt Nam. Có một số Phật tử nói, nếu con biết nước Việt Nam như thế này, tụi con không có đi vượt biên đâu. Thì quý Phật tử ơi, họ ao ước như quý Phật tử lắm. Họ mở mạng mà họ thấy chùa Long Vân mà tu, trời ơi họ mừng. Họ kể, họ nói rằng là ước ao họ về Long Vân một lần. Nói như thế để cho chúng ta thấy rằng chúng ta bước chân vào trong thánh địa Long Vân, chúng ta bước chân vào thánh địa Amitabha. Quý Phật tử ơi, đó là đại phúc của mình. Có đôi khi quý Phật tử ơi, mình để cho thánh địa Long Vân, thánh địa Amitabha nó ngang với công việc của mình, nó ngang hàng với công việc của mình. Ở chừng nào á, sư cô chờ con nghe, chừng nào con sắp xếp công việc của con rồi con lên, con sắp xếp công việc con rồi con lại Phật. Chúng ta cứ sắp xếp và cứ sắp xếp mãi mãi. Đi rồi một ngày nào đó Bồ Tát Quan Âm đến tiếp dẫn mình đi, nó quan khoan, Bồ Tát ơi để con sắp xếp cái hả, khoan, chờ con chút đi, ngày mai đám cưới con gái con rồi, chờ con chút đi. Thất bại từ chỗ đó. Cho nên chúng ta lại Quan Âm thì chúng ta phải làm sao cho lục căn của chúng ta là Quan Âm, chúng ta phải làm sao cho thân khẩu ý của chúng ta là Quan Âm, chúng ta phải làm sao cho giới định huệ của chúng ta là Quan Âm, chúng ta phải làm sao cho tính hạnh nguyện của chúng ta là Bồ Tát Quan Âm. Quý Phật tử thấy hình của Bồ Tát Quan Âm chưa? Thấy chưa? Đội khăn trắng, mặc áo trắng, đứng trên hoa sen trắng, đúng không? Quý Phật tử có nhìn thấy tính hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm nằm ở đâu không? Tính của Bồ Tát Quan Âm là áo màu trắng đó. Màu trắng là màu trong sạch, màu trắng là màu trinh nguyên. Mặc áo màu trắng có nghĩa là gì? Từ trên xuống dưới tụi con đều là mặc áo Quan Âm màu trắng đó. Màu lam của quý Phật tử là màu trắng trinh nguyên đó. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên chiếc áo mà màu trắng bạch y của Ngài Quan Âm chính là tính. Niềm tin toàn thân 84.000 lỗ chân lông đều phát ra niềm tin chân chính và trong sạch. Màu trắng là màu trong sạch, niềm tin không nhiễm bẩn. Hoa sen trắng, hoa sen là gần bùn không dính bùn, hoa sen trắng là hoa sen trinh nguyên, hoa sen trong sạch, hoa sen không nhiễm bẩn là hạnh của Bồ Tát Quan Âm, là dưới chân của Bồ Tát Quan Âm, là phương tiện đi đứng nằm ngồi của Bồ Tát Quan Âm, là phương tiện độ sanh của Bồ Tát Quan Âm, gần trần gian mà không bao giờ bị trần gian làm ô nhiễm. Hoa sen chính là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Còn cái khăn trắng bịt lên trên đầu là muốn nói đến cái tâm của Bồ Tát Quan Âm hoàn toàn trong trắng, đó là nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên khăn trắng là nguyện của Bồ Tát Quan Âm, áo trắng là tính của Bồ Tát Quan Âm, và hoa sen trắng chính là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Chỉ thấy Quan Âm đội khăn trắng, mặc áo trắng, đứng trên hoa sen trắng, đó chính là tính hạnh nguyện chân chính và trong sạch của Bồ Tát Quan Âm. Quý Phật tử cũng vậy. Hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm phải đảnh lễ bằng tính hạnh nguyện. Quý Phật tử có niềm tin đối với Bồ Tát Quan Âm không? Có không? Vậy thì bệnh quý Phật tử có khổ không? Người nào mà bệnh mà khổ là không có niềm tin với Bồ Tát Quan Âm rồi. Mất tiền có khóc không? Mô Phật buồn một chút chứ con chưa khóc. Tại vì con mất ít, con mất nhiều là con muốn khùng luôn nữa đó. Cho nên như vậy chúng ta không có niềm tin đối với Bồ Tát Quan Âm. Quý Phật tử ơi, mình có niềm tin với Bồ Tát Quan Âm tức là chúng ta phải có một lòng tự tin với chính mình, bởi vì mình là giọt máu của Bồ Tát Quan Âm. Hãy tin chính bản thân mình thì mình mới đầy đủ tính lực để mà mình cúng dường lên cho Bồ Tát Quan Âm. Quý Phật tử ở đây có đọc kinh Phổ Môn không? Có không? Có đọc cái câu niệm bỉ quán âm lực không? Nhưng mà tất cả chúng ta chỉ niệm bỉ quán âm mà bỏ quên chữ lực. Cứ niệm bỉ quán âm mà bỏ quên chữ lực. Thấy không? Bỏ quên chữ lực rồi. Lực ở đây là gì? Là tính lực của mình, là nguyện lực của mình, là hạnh lực của mình. Hạnh lực chính là đạo lực của chúng ta đó quý Phật tử. Đạo lực là gì? Quý Phật tử, là sức mạnh của bổn phận. Đạo lực là gì? Sức mạnh con đường đi. Đạo lực là gì? Sức mạnh của lòng yêu thương. Đó là đạo lực của chúng ta. Đạo lực không bao giờ trừu tượng, đạo lực không bao giờ mơ hồ. Đạo lực là thực tế, bổn phận, sức mạnh của bổn phận.
Quý Phật tử đến đây đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm mà chờ ni sư ở đây thông báo là quý Phật tử ơi, mình mất cái đạo lực đầu tiên là sức mạnh của bổn phận rồi. Hiểu không? Mình là con của Bồ Tát Quan Âm, mang trong trái tim của mình giọt máu Quan Âm mà đợi người ta nhắc, mất chữ bổn phận liền. Hiểu không quý Phật tử? Đợi người khác nhắc nhở mình là mình đã mất cái chữ bổn phận. Bổn phận là gì? Việc làm của con không cần ai nhắc. Chữ bổn là của mình, không cần ai nhắc. Còn đằng này mình đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm mà đợi nhắc. Sư cô có thông báo hoài, kính mời toàn thể quý Phật tử đi vào đạo tràng ở Amitabha đi trang nghiêm này kia kia nọ mà nhắc 2-3 lần luôn, mất chữ bổn phận của mình chưa? Chữ lực đầu tiên chúng ta đã mất. Là sức mạnh của con đường đi về Phật. Con đường đi về Phật ở đây quý Phật tử đừng có tưởng tượng con đường nó giống như là đường Trần Hưng Đạo hay là đường Nguyễn Tri Phương, không phải. Cái con đường đi về Phật là con đường xuyên phiền não để đến tâm linh của Phật. Con đường đó là con đường độc đạo, nó không có bóng dáng gì của cái lộ giới cả. Con đường đó không phải từng bước chân của mình đi, mà con đường đó là cái tâm của mình hướng đến. Đó là con đường, là sức mạnh của con đường. Quý Phật tử lại Phật mà xa Phật thì mất đi sức mạnh của con đường. Lại Phật nhiều chừng nào, xa Phật nhiều chừng đó. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ra hiên, tam niên Phật thăng thiên. Hiểu không quý Phật tử? Tu năm đầu lại Phật năm đầu, Phật hiện tiền trước mặt mình. Lại Phật năm thứ hai, Phật ra ngoài hàng ba đứng. Lại năm thứ ba, Phật về trời luôn. Tức là mình càng tu mà đạo lực của con đường về Phật của mình càng biến mất. Đạo lực là gì? Là sức mạnh của lòng yêu thương. Quý Phật tử ơi, chúng ta đến đây chúng ta lễ bái Quan Âm, tức là chúng ta đang lễ bái lòng yêu thương đó. Mỗi một bước chân đi của mình cúi đầu xuống là bạch Đức Quan Thế Âm, con đang cúi đầu gieo giống yêu thương. Hiểu không quý Phật tử? Quý Phật tử ơi, không phải cúi đầu xuống đứng lên cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con được mạnh giỏi, con được khỏe, con được thi đậu, con được hết bệnh. Sai rồi. Chúng ta đảnh lễ như vậy là sai hoàn toàn đó quý Phật tử. Con đứng lên, con bước một bước. Quý Phật tử ơi, mình gieo giống đâu phải gieo một chỗ. Mình gieo chỗ này rồi mình đến chỗ kia, mình đến chỗ kia. Có nghĩa là đứng lên, bước một bước gieo một hạt giống, bước một bước gieo một hạt giống. Thì cây yêu thương của mình nó mới đều được, hiểu không quý Phật tử? Trong thánh địa này, nhiệm vụ của quý Phật tử phải gieo hạt giống yêu thương. Không gieo là mất. Hiểu không? Đi vào trong đây lại 500 lại cho tới sáng luôn, nó đuối gần chết luôn mà cây yêu thương không có. Hoa yêu thương không trổ, trái yêu thương không ngọt thì thất bại vô cùng. Tối hôm nay trước khi ni sư hướng dẫn, đạo tràng của chúng ta phải đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm trước đã. Bạch Đức Quan Thế Âm, chúng con hàng Phật tử tại đạo tràng Amitabha, con đã chuẩn bị trong tâm của con vô lượng hạt giống yêu thương. Được không quý Phật tử? Đảnh lễ như vậy đó mới là đảnh lễ bằng trái tim và nụ cười đối với Bồ Tát Quan Âm. Hiểu không quý Phật tử? Hiểu không? Đừng bao giờ sụ sụ với nhau nữa. Đi vào trong đạo tràng này, tất cả những cái gì mà còn nằm trong tâm của mình mà không xài được, hoặc là hàng cấm của Phật thì bỏ đi hết, không để trong tâm của mình. Mình phải làm sao cho tâm hồn của mình hoàn toàn trống mới được. Chúng ta phải để trong tâm của mình bằng tứ không, để rồi tất cả chúng ta mới có thể đầy đủ sức, đầy đủ lực mà đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Con đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, trong tâm của con không có chỗ chất chứa lỗi lầm của chúng sinh. Một cái không. Con đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, trong lỗ tai của con không chất chứa lỗi lầm của chúng sinh. Hai cái không. Con đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, trong con mắt của con không chất chứa lỗi lầm của chúng sinh. Ba cái không. Con đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, trong miệng của con không chất chứa lỗi lầm của chúng sinh. Đó là bốn cái không. Đạo tràng của chúng ta phải có bốn cái không đó mới đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm được. Đảnh lễ bằng nụ cười, đảnh lễ bằng trái tim, chứ không phải đảnh lễ bằng con số 500. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta phải làm sao cho tối đêm nay nó rộn ràng một chút, mặc dù là mùa mưa bão. Hiểu không? Quý Phật tử ơi, có con thuyền ở trong kinh Phổ Môn á, tất cả những con người ngồi trên con thuyền đi tìm châu báu, nhưng mà bị sóng dữ vô cùng, bão tố vô cùng. Nhưng mà chỉ cần trên con thuyền đó một người niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì tự nhiên sóng tan gió lạnh liền quý Phật tử.
gió nó tạnh liền, hiểu không? Ở đây nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đen của nó là gì? Là bão tố phong ba, là mưa trời dằn dặc, quý Phật tử ơi. Nhưng ở trong đạo tràng của mình chỉ cần một người niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Thầy xin thưa với quý Phật tử, không phải một người niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm đâu, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn con người cùng một niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, tự nhiên sóng mưa gió cả gì ở ngoài đó đều tiêu tan hết. Cái nghĩa bóng thứ hai, nếu mà đạo tràng của chúng ta tất cả 2.000 hay 1.000 con người ngồi trong đây đều bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm thì tất cả những cơn sóng dữ của cõi lòng mình nó đều tan biến cả, hiểu không quý Phật tử? Cho nên đạo tràng Bồ Tát Quan Âm thì làm sao chúng ta phải để cho tất cả sống ngoài đời và sống trong tâm của mình, sống dữ ở ngoài đời, sống dữ trong tâm của mình, bão loạn ở ngoài đời và bão loạn trong tâm của mình đêm nay phải hoàn toàn tan biến. Bão đã đi qua, thầy nói đây là bão lòng đó, còn bão trên trời thì kệ nó, hiểu không? Cái chuyện đó là chuyện của thiên nhiên, chuyện đó là chuyện của vô thường, chuyện đó là chuyện của cuộc đời. Chúng ta không cần phải để ý đến cái bão của cuộc đời đâu. Đến thì đến, đi thì đi, chẳng có hề hấn gì đối với chúng ta cả. Mình không mong chờ bão đến, cũng chẳng cần đuổi bão đi. Cái điều quan trọng quý Phật tử làm cho bão lòng của mình tan biến thì bão kia không có chỗ dung thân. Hiểu không quý Phật tử? Thầy nói ví dụ như bây giờ nè. Mình là người nghiện rượu thì đương nhiên gặp bạn rượu, hiểu không? Mình là người thích học thì mình gặp bạn bè nó ham học. Mình là người biết yêu thương đi từ thiện, đi bố thí thì mình gặp những bạn bè từ thiện bố thí. Còn mình là dân ăn chơi thì mình gặp dân ăn chơi, nó kết bạn với nhau. Đó là cái chuyện bình thường, hiểu không? Lòng của chúng ta có bão, tự nhiên bão nó sẽ đến. Lòng của chúng ta có mưa thì mưa tự nhiên sẽ đến. Mưa trong lòng đã tạnh, bão trong lòng đã tan, thì mưa ngoài trời cũng tạnh, bão ngoài đời cũng tan. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta phải cố gắng. Đêm nay trời có bão, đêm nay trời có mưa, nhưng hãy cầu nguyện đi cho bão trong lòng con nó không còn nữa, cho mưa trong lòng con nó hãy tạnh đi. Thì quý Phật tử ơi, đêm nay chúng ta sẽ lễ bái Quan Âm trong một cái bầu trời hoàn toàn quang đãng, không còn cái gì gọi là mưa, không còn cái gì gọi là bão nữa, hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, chúng ta phải làm sao để cho nụ cười của chúng ta nở một cái đi. Có những cái loài hoa không sợ mưa bão, có những loài hoa mọc trên cây nó sợ mưa sợ bão lắm quý Phật tử ơi. Hoa nó mọc trên cây nó sợ mưa sợ bão, nhưng mà có những loài hoa mọc trên cái mặt của mình không sợ mưa bão. Quý Phật tử thấy cái hoa mọc trên mặt của mình chưa? Hoa môi, hiểu không? Nếu mà hoa môi nó nở thì mình sẽ là nụ cười, không sợ mưa bão. Còn hoa trên cây nó sợ mưa sợ bão, còn đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười thì hoa môi và nụ cười không bao giờ sợ mưa bão. Nếu mà người nào mà đang cười mà gặp trời mưa mà nhăn cái mặt lại là kể như hoa của mình héo rồi quý Phật tử à. Đừng để cho hoa héo, cho dù bão ở ngoài đời nó làm gì nó làm, đừng để hoa môi của chúng ta héo, đừng để nụ cười của chúng ta rụng sớm quá quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta tối hôm nay phải đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm bằng nụ cười của chính chúng ta. Không phải chúng ta ngồi chúng ta cười hoài đâu, hiểu không quý Phật tử? Nụ cười là gì? Cười bằng con mắt, cười bằng lỗ tai, cười bằng lỗ mũi, cười bằng miệng, cười bằng 84.000 lỗ chân lông, cười bằng toàn thân của chúng ta. Bàn tay chúng ta giơ lên đầy đặn nụ cười, bước chân của chúng ta bước tới, bước lui, bước xuôi, bước ngược, tất cả những bước chân đi của chúng ta đều có nụ cười. Quý Phật tử ơi, hãy làm sao cho đến khi chúng ta im lặng, chúng ta vẫn còn giữ mãi nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Đó là nụ cười, chứ không phải ngồi cứ bành cái miệng ra cười hoài. Thầy nói thiệt, nguyên một đạo tràng gần mấy ngàn người đây mà ngồi cười hoài, ngồi là kể như chú quý Phật tử nín cười là ông giảng sư biến mất liền. Ngồi đây mà nhìn xuống thấy cười hoài là tự nhiên chạy liền, năm sau rồi có sư cô có mời cũng dám lên nữa. Hiểu không? Cái chữ cười ở đây có nghĩa không phải là mình cười bằng cái miệng mình, bằng cái khẩu mồm của mình. Cười ở đây là gì? Là sự hoan hỷ và lòng yêu thương của chúng ta. Quý Phật tử ơi, mình thương một chúng sinh là mình đã bắt đầu thắp sáng nụ cười. Mình thương một chúng sinh thôi, mình đã thắp sáng nụ cười. Rồi mình tìm đến chúng sinh là mình trân trọng gìn giữ nụ cười. Rồi mình so dịu nỗi đau của chúng sinh, tức là mình san sẻ nụ cười.
Khi mà chúng ta dẫn một bà lão đi qua lộ, quý Phật tử ơi, bàn tay của chúng ta đã có nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Chỉ cần nắm tay dẫn một bà cụ đi qua đường thôi, bàn tay của chúng ta đã có nụ cười. Mình nói một lời so dịu niềm đau nỗi khổ của chúng sinh, mình nói một lời gọi là ái ngữ nhiếp, quý Phật tử ơi, cái miệng mình đã có nụ cười rồi. Mình nói một lời không chân thật, mình nói một lời ác khẩu, mình nói một lời độc địa, mình nói một lời mà cho người ta cãi vã với nhau, mình nói một lời mà người ta chia tay với nhau, ly tán với nhau, mình nói một lời mà người ta không dám đến chùa nữa đó, thì lời nói đó không có nụ cười. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng, tối hôm nay chúng ta có người nào đã từng để cho miệng của mình mất nụ cười như vậy không? Có không quý Phật tử? Lớn lên mô Phật có. Tất cả chúng ta đã từng biến cái miệng của mình thành hố thẳm của cuộc đời. Chúng ta đã biến cái miệng của mình thành máu của cuộc đời. Và chúng ta biến cái miệng của mình thành chiến tranh của cuộc đời. Quý Phật tử ơi, mình cầm dao mình giết người không bằng cái miệng của mình đâu. Cầm dao giết người giết có một người thôi, mà dùng cái miệng giết người là giết hàng loạt. Hiểu không quý Phật tử? Ông vua giết người đâu bằng cái dao mà bằng cái miệng của ông. Không bằng lưỡi dao mà bằng cái lưỡi trong miệng của ông. Giết người hàng loạt đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay mình lại Quan Âm, phải biến cái lưỡi của mình không còn là lưỡi dao của cuộc đời nữa. Cái lưỡi của mình là dơ nhất, và cái lưỡi của mình là sạch nhất. Cái lưỡi của mình là tên sát nhân nhất, mà cái lưỡi của mình chính là đại ân nhân của cuộc đời nhất đó quý Phật tử. Thái tử Sĩ Đạt Đa đi tu cũng chỉ vì như thế đó. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng giống như chúng ta thôi. Cái lưỡi cũng nói trật nhiều lắm quý Phật tử à. Tôn giả Mục Kiền Liên ngày xưa cũng thế. Quá khứ cái lưỡi của Ngài cũng độc địa lắm quý Phật tử ơi. Nhưng rồi gặp Phật, cho nên cuối cùng rồi cứ đảnh lễ Phật. Gặp Phật rồi cứ đảnh lễ Phật. Gặp Phật rồi cứ đảnh lễ Phật. Để rồi cái lưỡi từ từ nó biến thành trong sạch. Cái lưỡi nó biến thành thanh tịnh. Và cái lưỡi nó biến thành ân nhân của cuộc đời. Và Thái tử Sĩ Đạt Đa đã làm được việc đó. Cho nên quý Phật tử đọc ở trong kinh thấy là ba A Tăng kỳ kiếp. Quý Phật tử thấy ba A Tăng kỳ kiếp có nghĩa là trong cái thời mà xa xưa lắm, có một vị Phật tên là Quán Thế Âm Như Lai. Rồi có một cư sĩ đến đảnh lễ Quán Thế Âm Như Lai và phát nguyện rằng là con sẽ tu theo hạnh của Quán Âm. Và vị Bồ Tát đó cứ là từ nhà của mình đi tìm đến Quán Âm Như Lai, giống như quý Phật tử tối hôm nay làm nè, nhất bộ nhất bái và xưng danh hiệu của Quán Thế Âm. Quý Phật tử ơi, cứ nhất bộ nhất bái từ nhà mình đi, thì gặp một ông cụ. Phật tử này hỏi: dạ thưa cụ, từ đây đến chỗ Quán Âm Như Lai còn xa không? Ông cụ trả lời: còn ba nữa con, còn ba bước nữa thôi. Cô mừng quá. Nhưng mà cô đảnh lễ hoài, đảnh lễ từ sáng tới trưa, tới chiều, tới tối, cô đảnh lễ hoài. Rồi cô gặp một bà cụ khác, thì bà cụ cũng trả lời: còn ba bước nữa thôi con. Đảnh lễ hoài luôn. Và cuối cùng rồi, đảnh lễ từ khi còn trẻ quý Phật tử ơi, đến khi lụm cụm, đảnh lễ chậm chậm. Cái lại cuối cùng của bà cụ vừa ngẩng đầu lên thấy Quán Âm Như Lai. Bà cụ nói: bạch Thế Tôn, con đảnh lễ Thế Tôn từ nhà của con xa lắm, nhưng mà mỗi lần con hỏi thăm thì có một ông cụ xuất hiện, mỗi lần con hỏi thăm có bà cụ xuất hiện và nói còn có ba bước nữa thôi. Quan Âm Như Lai mới trả lời với bà cụ thời đó: trong thời điểm đó, con ơi, ba bước đó là ba đại A Tăng kỳ kiếp đó con. Đại A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, con lại và con bước đi, con phải vượt qua thân A Tăng kỳ kiếp của con. Tức là con phải vượt qua cái chỗ tính đó quý Phật tử. Hiểu không? Thân A Tăng kỳ kiếp của con, thân của con vô lượng tội lỗi. Con đảnh lễ làm sao cho thân của con phải hết tội mới được. A Tăng kỳ kiếp thứ hai của con là khẩu, A Tăng kỳ kiếp thứ ba của con là ý. Quý Phật tử ơi, không phải đảnh lễ một lần là chúng ta gặp Phật. Bà cụ đó may mắn lắm là đảnh lễ trong một kiếp này đã gặp Phật. Còn quý Phật tử ơi, chúng ta không có ba A Tăng kỳ kiếp, chúng ta không vượt qua thân, khẩu, ý, thì quý Phật tử ơi, vô lượng kiếp vẫn không gặp Như Lai. Có người nói con lại Phật gặp Phật, người đó nói dối. Con lại Phật, con gặp Phật là nói dối quý Phật tử.
Mới có lại Phật mà gặp Phật liền là nói dối đó. Bởi vì ma nó có quyền giả Phật mà, giả giống hệt Phật thôi. Tôn giả U Ba Cúc Đa còn lầm lẫn nữa mà. Tôn giả U Ba Cúc Đa đang ngồi thiền định, bỗng nhiên Đức Thế Tôn xuất hiện. U Ba Cúc Đa ngồi dậy đảnh lễ liền. Tự nhiên rồi cái ông Phật giả ông biến thành Thiên Ma Ba Tuần. Thiên Ma Ba Tuần nói: Tôn giả ơi, tôi là ma chứ không phải là Phật. U Ba Cúc Đa buồn quá. Mình tu đến giờ này rồi mà ma nó gạt mình mà mình không biết. Tôn giả U Ba Cúc Đa nói: Vậy thì ông có thể biến thành Như Lai nói kinh Pháp Hoa không? Thiên Ma Ba Tuần chỉ cần U Ba Cúc Đa vừa nháy mắt cái thôi, mở ra là thấy nguyên cái núi Linh Sơn, nguyên một đạo tràng nơi Non Linh Thú và Đức Thích Ca Mâu Ni nói kinh Pháp Hoa. Ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, mình đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm phải có tín hạnh và nguyện, chứ không phải đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm để rồi để cho ma đưa lối, quỷ đưa đường. Con quỷ nó có thể biến thành Phật, tức là Phật bảo cũng có thể giả. Nó có thể nói kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa cũng có thể giả. Cho nên Phật Pháp Tăng coi chừng trong lòng của chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, mà Phật Pháp Tăng quy tam bảo của chúng ta không còn chân chính nữa. Quý Phật tử coi chừng Phật của mình sai, Pháp của mình sai, và coi chừng tăng bảo của mình sai. Phật là gì? Sự sáng suốt của mình sai. Pháp là gì? Lòng yêu thương bình đẳng của mình sai. Tăng là gì? Sự thanh tịnh của mình sai. Phải vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp thân khẩu ý. Phải vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp của Phật Pháp Tăng. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất thành Phật, rồi A Tăng kỳ kiếp thứ hai là Pháp, tức là Bồ Tát. A Tăng kỳ kiếp thứ ba là Tăng. Quý Phật tử ơi, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là mình làm sao mình hoàn tất tăng bảo của mình. A Tăng kỳ kiếp thứ hai hoàn tất Bồ Tát bảo của mình. A Tăng kỳ kiếp thứ ba là hoàn tất Phật bảo của mình. Tức mà mình đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm tối đêm nay nè quý Phật tử, mình phải làm sao cho tăng bảo, tức là sự thanh tịnh của mình hoàn hảo. Khởi động của mình bắt đầu lại thứ nhất như thế nào thì đến cái lại thứ 500 cũng y nguyên như thế đó, tức là tăng bảo hoàn hảo. Chắc điều này quý Phật tử làm không nổi phải không? Cái lại đầu tiên của mình hưng phấn như thế nào? Lại đầu tiên nụ cười của mình còn nguyên vẹn như thế nào? Lại đầu tiên của mình tươi tắn như thế nào? Lại đầu tiên của mình tinh tấn như thế nào? Lại đầu tiên của mình tràn ngập yêu thương như thế nào? Thì lại thứ 500 cũng phải y như thế đó. Đó là hoàn tất tăng bảo. Còn nếu mà lại mà tới 300 rồi bắt đầu nó đuối ngang, bắt đầu không còn nhớ Quan Âm mà nhớ cái giò con nhất không, thì thất bại tăng bảo rồi. Thầy không cấm quý Phật tử, thầy không kêu quý Phật tử không biết đau, không biết nhức, nhưng phải làm sao cho tâm hồn của mình một lần lên tiếng để mình rầy và mình la thói quen của mình. Thói quen của chúng ta nó đẩy, nó đưa, nó đẩy, để rồi thói quen của chúng ta nó tạo trong tâm của mình ảo giác đánh lừa. Quý Phật tử ơi, mình cứ bị ảo giác nó đánh lừa mình hoài. Lúc đầu mình bị nhức thiệt, nhưng mà những cái sau là mình bị cái ảo giác cơn nhức mỏi đó, nó đánh lừa mình, nó để cho mình không còn tinh tấn nữa, để cho mình không còn tập trung nữa, để không còn hành trụ lễ bái nữa quý Phật tử à. Lại một hồi rồi bắt đầu nhớ cái này, nhớ cái kia, lại một hồi là nhớ cái mệt, lại một hồi là nhớ cái đuối, lại một hồi là nhớ nhà, nhớ cửa, lại một hồi là muốn đi về không, thì quý Phật tử ơi, tăng bảo sẽ không bao giờ trổ qua. Đạo tràng của mình lại Phật mấy lần trước, thầy nói thiệt luôn, quý Phật tử đừng có buồn, tăng bảo nó gãy đôi không. Tăng bảo là thanh tịnh, mình lại nửa chừng mất thanh tịnh quý Phật tử. Mình lại làm sao cho Pháp bảo của mình, tức là Bồ Tát bảo của mình cũng phải trọn vẹn, yêu thương và bình đẳng. Quý Phật tử ơi, cái lại thứ nhất và cái lại thứ 500 có bình đẳng với nhau không? Có không quý Phật tử? Cái lại đầu tiên, cái lại thứ hai, cái lại thứ ba, cái lại thứ tư, cái lại thứ 10, cái lại thứ 100 nó khác với cái lại của thứ 200, nó khác với cái lại của thứ 500. Vậy thì chúng ta không hoàn tất được Pháp bảo, tức là không hoàn tất được Bồ Tát bảo của chúng ta rồi. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, là hữu tình giác. Có nghĩa là con làm sao cho tâm của con giác ngộ, là giác hữu tình, là giác ngộ luôn cả cái thân của con là hữu tình giác. Tức là chúng ta dùng cái tâm của mình giác ngộ, để rồi lấy cái tâm của mình chuyển cái thân của mình mới được.
Quý Phật tử dùng cái tâm của mình đảnh lễ, cái tâm của mình nó muốn lễ 1000 lễ lần, cái tâm của mình nó tươi tắn lắm, cái tâm của mình nó thúc giục mình lắm, nhưng cái thân của mình nó cứ cản lại hoài. Và cái thân của mình nó cứ tạo cho mình một ảo giác mà nó đánh lừa mình mãi mãi và suốt cả cuộc đời. Cho nên ở đây Thầy muốn nói, khi nó nhức, đừng để cho nó mờ mắt mình. Hãy một lần cho trái tim lên tiếng, có nghĩa là lễ Quan Âm bằng trái tim. Hiểu không? Hồi nãy giờ nụ cười đã có rồi, nhưng mà trái tim chưa lên tiếng thì nụ cười không bao giờ nở được. Quý Phật tử lại mà nó đuối hoài, nó mệt hoài, vậy rồi làm sao mình cười nổi đây? Cho nên hãy cho trái tim của chúng ta một lần lên tiếng và một lần cảnh cáo nó. Hiểu không quý Phật tử? Chúng ta có một cái tật, chúng ta nuông chiều thói quen, tật chung hết, kể cả thầy và quý sư cô ngồi dưới đây luôn. Một cái tật lớn nhất là nuông chiều thói quen. Quý thầy, quý cô ở trong chùa thì bị nuông chiều thói quen, nhưng mà có đôi khi ở gần chư vị tôn túc này kia thì nó cũng đỡ một chút. Còn quý Phật tử ở nhà nuông chiều thói quen, rồi thói quen nó nuông chiều hai bên, nuông chiều qua, nuông chiều lại, cái thành ra nó cái tật xấu của mình luôn. Nó nói thôi nhức rồi, đứng lên đi. Rồi bắt đầu nhức đứng lên liền, nuông chiều thói quen. Bữa nay muốn bệnh quá, chắc lại 100 lại chắc không nổi đâu, thôi nghỉ ở nhà đi, nuông chiều thói quen. Quý Phật tử ơi, mình cứ nuông chiều thói quen kiểu đó là muôn đời mình sẽ bị thói quen nó. Nó cản bước đi của mình, nó giảm tuổi thọ của mình. Những người mà sống không lâu bởi vì thói quen nó cứ nuông chiều mình, rồi mình cứ nuông chiều thói quen cho nên sống không lâu. Hiểu không quý Phật tử? Mình bây giờ mình đi ra mấy cái nghĩa trang đi, sơn trang tiên cảnh đâu này kia, mình coi mấy cái mã đó, mấy cái ngôi mộ đó, quý Phật tử thấy đó là có ai mà ví dụ như chiến sĩ này kia, người ta ra trận, người ta chết chóc thì để trong cái mộ bia là vị quốc vong thân. Hiểu không? Có bao giờ nói là vị nhất mỗi vong thân không? Đâu có đâu. Đâu có cái mã nào mà đề vị nhất mỗi vong thân, vị đau lưng vong thân không? Đâu có. Nhưng mà tất cả chúng ta cứ để cho cái ảo giác nó đánh lừa mình hoài, cái thói quen nó lừa đảo mình hoài quý Phật tử. Mới đầu đó mình ngồi nửa một tiếng đồng hồ nó mới hơi nhức nhức thôi, cái bắt đầu mình khó chịu, mình nó bị nó đánh lừa. Rồi cuối cùng nó đánh lừa mình mãi mãi, đánh lừa mình mãi mãi, cái chừng 15 phút đó nó nhức rồi. Nó lừa đảo chúng ta ghê gớm lắm quý Phật tử. Cho nên hãy để cho trái tim của mình một lần lên tiếng cảnh báo. Từ xưa tới bây giờ tôi đã để bạn đó lừa đảo tôi nhiều quá rồi. Nhưng mà tôi xin thưa với bạn, tôi đang ngồi trong năng lượng của Như Lai. Tôi đang ngồi trong thánh địa Amitabha. Cho nên chuyện của bạn thì bạn làm, chuyện của tôi thì tôi làm. Đừng có đụng đẩy lẫn nhau. Chuyện nhất là chuyện của bạn, còn chuyện nghe Pháp là chuyện của tôi. Chuyện nhất mỗi là chuyện của bạn, chuyện lễ Phật Quan Âm là chuyện của tôi. Không ai đụng chạm tới ai. Hiểu không? Phải một lần lên tiếng đi quý Phật tử, thì từ từ nó không dám gạt mình. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Đa đi vào rừng, ngồi đang tu thiền vậy đó quý Phật tử. Tự nhiên thấy Gia Du Đà La xuất hiện ở phía bên kia rừng. Thái tử Sĩ Đạt Đa định bỏ chân xuống để mà lại đỡ Gia Du Đà La. Nhưng mà vừa định bỏ cái chân xuống, Thái tử giật mình. Thái tử nói rằng là ta là một con người nam tử mạnh mẽ, ta đi vô trong rừng còn khổ lên khổ xuống, tại sao nàng là một thân gái yếu đuối dặm trường mà tại sao nàng lội tới đây? Không phải rồi, không phải rồi, ảo giác đang đánh lừa ta. Lúc bây giờ Thái tử Sĩ Đạt Đa la thật lớn giữa núi rừng: hỡi chúa ma dục vọng, ngươi đừng đánh lừa ta nữa. Nước miếng của Như Lai đã nhổ xuống rồi, Như Lai không bao giờ liếm lại. Tức là Thái tử nói chính Thái tử đó. Cái dục vọng trong đầu của Thái tử đang đánh lừa Thái tử. Cái chuyện nhớ vợ nhớ con của Thái tử đang đánh lừa Thái tử, đang đánh lừa cái bước chân của Thái tử đến ngôi vị giác hoàng. Chúng ta cũng giống như Phật, và Phật cũng giống như chúng ta, cũng bị ảo giác đánh lừa. Nhưng mà chúng ta khác Phật. Phật phát hiện ra bóng dáng đánh lừa của ảo giác, và Đức Phật trừng trị ảo giác. Đức Phật đẩy cho ảo giác tan biến vào bóng đêm vô minh của người đi. Còn mình khác Phật.
mình không phát hiện ra nó, mà mình nuôi dưỡng nó, mình kết hôn với nó, mình sống chung một nhà với nó cho tới chết luôn. Đạo tràng của mình có kết hôn với ảo giác không? Có phải không? Đánh lừa dữ lắm luôn. Bệnh một cái là rên thấy ghê luôn. Ảo giác nó đánh lừa. Hồi xưa trong chùa Bửu Liên của thầy có mấy thầy ở chung. Ông thầy bên đây đi học, ông thầy bên kia bị bệnh, cách nhau có 3-4 căn phòng thôi. Ông nằm ổng ghen, ổng kêu tên của ông thầy kia. Ông nói: Bửu Đạt ơi, thầy bệnh quá, ông ghen thấy ghê lắm kìa, thầy nhức đầu quá. Ông rên một hồi cái thầy mới nói: sao chú không qua thăm ổng chút đi. Ông thầy Bửu Đạt ổng cười. Chừng nửa tiếng hồ sau, ổng mở cửa, ổng đi qua phòng Bửu Đạt, ổng nói một câu gì nè: sao thầy ghen mà chú không qua thăm thầy. Ghê không? Ổng qua thăm người ta được mà ổng nói là ổng rên như vậy, mà tại sao ông thầy Bửu Đạt không qua thăm ổng? Cái ảo giác nó đánh lừa như vậy đó quý Phật tử. Cho nên bệnh là gì? Là sự thử thách của Thế Tôn. Cho nên người nào mà bị bệnh mà quý Phật tử ơi, mình cảm giác như đau đớn như vậy đó, thì cái bệnh mình nó tăng thêm 50%. Còn mình đang cười trong cơn bệnh của mình thì đang giảm 50%. Cho nên cuộc đời là sanh lão bệnh tử, có nghĩa là đó chính là sự thử thách của Phật thôi. Trên bước đường đi của mình về Phật, thì quý Phật tử ơi, đường tu học không là đường đầy thảm nẻo, tu hành không thể rải đầy qua. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên chúng ta cứ để cho mình nói là con đi vô trong chùa, con tu, con đến đạo tràng, con tu phải trải thảm cho con, phải rải qua cho con. Sai rồi. Con đường tu tập của chúng ta là con đường gian khổ nhất. Hiểu không quý Phật tử? Mà người nào mà biến gian khổ thành niềm vui, biến sỏi đá thành sự sống của mình đó quý Phật tử, chúng ta phải làm sao cho đá đổ trổ qua mới được. Chỉ khi tâm đá mở lời là ngày cỏ dại sống đời bình yên. Chỉ khi cái tâm đá trong lòng của mình nó mở lời, nó lên tiếng, thì cỏ dại bên đường mới có thể sống đời bình yên được. Còn chúng ta không để cho tâm đá của chúng ta nở qua, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta không dẫm đầu lên gian khổ, chúng ta không bao giờ chùn bước trước tất cả những chướng ngại vật có phía trước mình, thì quý Phật tử mãi mãi sẽ xa bàn tay của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta tu có nghĩa là chúng ta đang đảnh lễ đó. Chúng ta đang đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Tu là gì? Là sửa. Quán Thế Âm là gì? Là lắng nghe âm thanh trong tận đáy lòng của mình. Quý Phật tử có một cái quên lớn nhất là mình niệm Quan Âm, mình lại Quan Âm, mình tụng kinh Quan Âm, mà mình cứ hướng về Quan Âm đằng kia, mà mình quên làm sao cho âm thanh trong lòng mình lên tiếng. Hiểu không quý Phật tử? Quán Thế Âm có nghĩa là quán xét âm thanh của Thế Tục. Hiểu không? Mà trong lòng của chúng ta mới có âm thanh Thế Tục, chứ còn Bồ Tát đứng đằng kia làm gì có Quán Thế Âm là âm thanh Thế Tục được. Nhìn Bồ Tát Quan Âm đã thành tựu được, đã lắng nghe được âm thanh Thế Tục của lòng mình, cho nên Bồ Tát Quan Âm đã ung dung bước lên qua sen báo. Còn mình là gì? Là hành giả của Quan Âm, là đứa con thân yêu của Quan Âm. Tất cả chúng ta phải làm sao đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm, để tất cả chúng ta thành tựu tất cả những hạnh nguyện Quan Âm. Chúng ta lắng nghe được âm thanh Thế Tục trong lòng của chính mình, để rồi chúng ta lên trên đoạn đường của Quan Âm, bước lên qua sen của Bồ Tát Quan Âm. Còn đằng này mình tu mà quý Phật tử không lắng nghe được âm thanh trong lòng mình, có lắng nghe được không quý Phật tử? Chứ quý sư cô ở trong đạo tràng Amitabha này lắng nghe nhiều lắm đó. Còn quý Phật tử ở nhà, tất cả chúng ta quên lắng nghe âm thanh của lòng mình. Lâu lâu ở trong bụng làm len keng len keng len keng, đó là âm thanh của vàng đó quý Phật tử, của mấy chiếc nhẫn đó, hiểu không? Mấy chiếc cà rá đó, đó là âm thanh của Thế Tục đó, mà bao giờ mình lắng nghe đâu, phải không? Mình có lắng nghe được âm thanh xào xạc, âm thanh đang đếm tiền đó quý Phật tử. Vậy mà tất cả chúng ta chưa bao giờ lắng nghe được âm thanh của chính mình, đang ngồi đếm tiền, đếm tiền, đếm tiền, âm thanh của Thế Tục nó đang vang trong lòng của mình, trong lỗ tai của mình đó. Nhưng chưa có một lần nào mình phát hiện, ồ cha, nguyên một đêm nay âm thanh Thế Tục đó đang hành hạ lòng mình. Chưa có Phật tử nào phát hiện được. Mình chưa bao giờ để cho Bồ Tát Quan Âm sống trong ta. Và quý Phật tử chưa bao giờ thấy được Bồ Tát Quan Âm đang vào ra trong ta. Bồ Tát Quan Âm đối với quý Phật tử còn xa lắm, mặc dù bây giờ mình đang khoác lên trên mình chiếc áo của Bồ Tát Quan Âm. Hiểu không? Tức là chúng ta có cái niềm tin thôi.
Chưa bao giờ chúng ta đứng trên hoa sen của Quan Âm, chúng ta thiếu cái hạnh, chúng ta chưa đội khăn trắng của Bồ Tát Quan Âm, chúng ta chưa có cái nguyện. Trong đầu của chúng ta đó, cái khăn là tượng trưng cho cái đầu của mình chưa có hạnh nguyện. Cái nguyện của mình còn toan tính, cái nguyện của mình còn so đo, cái nguyện của mình còn còn trao đổi lắm. Quý Phật tử ơi, mình đến với Bồ Tát Quan Âm mà mình trao đổi với người, mình lại Quan Âm bao nhiêu đó để mình đổi lấy cái gì đó. Mình toan tính với Bồ Tát Quan Âm lắm quý Phật tử à. Mình cúng con trái chuối, mình giái Quan Âm cho con kiếm được chiếc vàng, chiếc cái cà rá năm chỉ. Thí dụ vậy đó, toan tính quá. Cho nên tất cả chúng ta sai lầm nhiều lắm đó quý Phật tử. Cho nên mãi mãi không có sự nhiệm màu. Đó là sai lầm thứ nhất. Nụ cười của chúng ta không có, bởi vì sự nhiệm màu không xuất hiện. Thấy không? Nhưng mà thật sự ra quý Phật tử đã phát hiện tại đạo tràng Amitabha này đã phát sinh ra nhiệm màu. Mà nhiệm màu đó không phải của Quan Âm trao tặng cho mình đâu, mà chính chúng ta nữa đó. Hiểu không quý Phật tử? Chính chúng ta tạo ra đó. Quý Phật tử ơi, mình lại Quan Âm nửa chừng mưa xuống, mới đầu mưa nhỏ nhỏ, bắt đầu mưa lâm râm, bắt đầu hơi nặng hạt. Nhưng mà ni trưởng, ni sư Như Dung tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đảnh lễ. Quý Phật tử đâu có biết là ni sư Như Dung vừa bước một bước đảnh lễ một cái, đứng lên ni sư Như Dung nguyện cái gì không? Quán tưởng cái gì không? Con quán hạt mưa chính là hoa mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa. Cũng may đầu tàu mãi mãi tốt, cho nên mới lôi quý Phật tử đến cái lại thứ 500 vừa vô trong đạo tràng Amitabha. Mưa ở ngoài kia mới nặng hạt, hiểu không? Vừa vào trong đây xong là mưa ngoài kia nó lớn lên liền. Sự nhiệm màu đó không phải Quan Âm tặng cho quý Phật tử, mà chính là cái tâm kiên định của mình cộng với sự linh ứng của Bồ Tát Quan Âm. Hai cái nó cộng lại thành sự nhiệm màu. Hồi nãy sư cô MC có nói mà Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng. Có nghe không? Linh cảm ứng là tâm linh của con phải cảm, thì tâm linh của Phật mới ứng với mình quý Phật tử ơi. Tất cả chúng ta mà mưa một cái mà chạy vô hết đi, rồi ở đâu mà nhiệm màu? Phải làm sao cái tâm linh của mình đầy chất cảm ở trong đó. Cái chữ cảm ở đây không phải là cảm tình, không phải là cảm xúc, mà chữ cảm ở đây là sự thẩm thấu. Hiểu không quý Phật tử? Con đảnh lễ Ngài mà con thẩm thấu từng phút từng giây. Con đảnh lễ Ngài mà con thẩm thấu được nội tâm của con. Con đảnh lễ Ngài mà con thẩm thấu cơn mưa thành hoa mạng Đà La. Cho nên chữ cảm đó là gì? Là tâm linh thẩm thấu. Thì quý Phật tử ơi, tâm linh của Phật mới ứng đến với mình. Dừng từng hạt mưa để đạo tràng đảnh lễ cho trọn vẹn. Để khi mà quý Phật tử bước vào trong đạo tràng Amitabha xong rồi thì trời mới đổ cơn mưa. Có nghĩa là mưa nó đúng giờ đúng khắc lắm, mưa giờ đó đó. Nhưng mà cái chỗ cảm của mình, sự thẩm thấu của mình, sự nhiệt tình của mình, sự hành trụ lễ bái của mình, mình cúng dường bằng nụ cười, cúng dường bằng trái tim. Cho nên cái tay áo của Bồ Tát Quan Âm phất qua một cái cản cơn mưa của đời thường, để cho chúng ta đảnh lễ xong. Bồ Tát Quan Âm thấy ô mấy đứa nhỏ nó vô trong đạo tràng rồi, Bồ Tát rút tay áo xuống thì mưa bắt đầu nặng hạt. Đó là linh cảm ứng đó quý Phật tử. Nhưng mà muốn có linh cảm ứng thì tâm hồn của chúng ta phải quảng đại kìa. Hiểu không? Niệm vậy đó mà tâm hồn không có một miếng nào quảng đại hết. Nam Mô Đại Từ Đại Bi quảng đại đồ này kia, niệm hoài luôn cái câu đó hả? Con nít nó cũng thuộc luôn mà người lớn làm không xong. Hiểu không? Muốn đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm bằng nụ cười và bằng trái tim thì quý Phật tử ơi, phải làm sao có cái chữ Nam Mô ở trong từng bước chân đi của mình. Nam Mô là phải quay trở về. Nam Mô là quay trở về. Đảnh lễ mà không quay trở về thì đừng bao giờ đảnh lễ. Quay trở về với chính mình, đánh thức con tim của mình, đánh thức cái tâm hồn của mình, đánh thức tất cả những cái gì trong tâm của mình, cho nó cùng với chúng ta, cùng thức dậy và cùng đảnh lễ. Đảnh lễ bằng cái thân không thì thân đứng lên ngồi xuống. Đảnh lễ bằng lỗ tai thì lỗ tai nó mới nghe. Đảnh lễ bằng cái miệng, miệng bắt đầu niệm. Đảnh lễ bằng cái lỗ mũi còn thở. Đảnh lễ bằng con mắt nó mới tỉnh táo. Hiểu không quý Phật tử? Còn mình đảnh lễ cái kiểu một hồi đó quý Phật tử ơi, ghê gớm lắm. Đứng lên bước một bước lại xuống, đứng lên bước bước lại xuống mà nó ngủ mới hay chứ. Ý của ni sư là cho nó bước bước lại, cho bước bước lại cho đỡ buồn ngủ. Vậy đó mà có nhiều người bước bước lại mà nó ngủ trong bụng nó hồi nào nó cũng chẳng hay luôn. Thì quý Phật tử ơi, đảnh lễ như thế con mắt chưa bao giờ trở lại.
Nam mô chưa quay trở lại. Tất cả chúng ta đi vào trong đạo tràng này, coi chừng gửi con mắt ở ngoài đường, gửi lỗ tai ngoài đường, gửi lỗ mũi ngoài đường, gửi cái miệng ngoài đường, gửi 84.000 lỗ chân lông của chúng ta ở ngoài đường. Thậm chí chúng ta đã gửi linh hồn của chúng ta ở ngoài cổng chùa. Đi vào trong đây bằng cái xác chết mà thôi. Đi vào trong đây bằng cái con ma cà tưng, cà dựng đi vô trong đây lễ Phật. Tối hôm nay người nào lại mà buồn ngủ, tức là chúng ta đã tìm về con ma cà tưng một phần. Chúng ta đảnh lễ mà không biết cái cô ở trên chánh điện niệm danh hiệu gì. Mình niệm không phải là mình cứ bước lại rồi bước lại đâu, mà phải lắng nghe cái câu của cái sư cô niệm đó, cô niệm danh hiệu gì. Nghe rõ từng chữ thì lỗ tai của mình mới còn ở trong đạo tràng, nếu không nó bị máng ngoài cổng chùa luôn. Tối đêm nay chắc có lẽ nhiều lỗ tai máng ngoài cổng chùa lắm. Tại vì không cần nghe mà. Hãy thấy trước lại thì sao, bước theo lại. Thấy trước lại thì sao, bước theo lại. Như thế thì quý Phật tử lại Phật, thiếu lỗ tai, nhớ điều đó. Thiếu con mắt rồi bây giờ thiếu lỗ tai. Lại Phật mà quý Phật tử ơi, trong hồn của, trong tâm của mình quý Phật tử, mình lại mà mình không biết mình đang lại luôn nữa. Lại để mà mong cho nó mau hết, lại mong cho nó mau xong, lại mong để mình đi về sáng mai còn đi làm nữa. Thì quý Phật tử ơi, mình lại thiếu cái lỗ mũi của mình, tức là lại trong cái chết đó quý Phật tử. Lỗ mũi của mình hít vô thở ra là mình còn sống. Thì phải làm sao cho con người sống đang lễ Phật, đừng cho bao giờ để cho cái xác sống lễ Phật. Hiểu không quý Phật tử? Trời, cái xác mà lễ Phật thì quý Phật tử ơi, nó đứng lên nó lại xuống, đứng lên nó lại xuống, ghê lắm luôn đó. Nhưng mà nó không biết gì cả. Hiểu không? Có chừng tất cả quý Phật tử, không phải chỉ lần này không, mà tất cả những lần khác chúng ta đã bỏ quên hết tất cả lục căn của chúng ta ở ngoài kia. Con người nó có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà nó gửi ở ngoài cổng chùa hết. Thì vô trong đây một con người không có cái miệng, không có lỗ mũi, là quỷ hay là người quý Phật tử? Là quỷ hay là người? Tự nhiên nhìn cái mặt của nó tròn vo như cái bánh tráng, không có con mắt, không có lỗ mũi, không có cái miệng gì hết trơn. Thấy ghê không? Coi chừng đêm nay chúng ta lại Phật, chúng ta thành cái bánh tráng hết. Mặt, mũi, lỗ tai, con mắt máng ngoài cổng chùa hết rồi. Dạ mô Phật, bạch Bồ Tát Quan Âm, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của con máng ngoài cổng chùa là chuyện nhỏ, linh hồn của con còn máng ở ngoài luôn nữa. Cái linh hồn còn máng ở ngoài đó luôn nữa quý Phật tử. Lại Phật, quý Phật tử ơi, không phải đơn giản là đứng lên mà quỳ xuống rồi cúi đầu đâu. Mỗi một bước chân của mình đi, chúng ta đã cài cái thửa đất thánh địa này. Mỗi một bước chân của mình bước tới là chúng ta đã đào một cái hộc rồi. Mỗi bước chân bước tới chúng ta đã làm thành một cái luống cài thiệt đẹp rồi. Và mỗi lần chúng ta cúi đầu, chúng ta bỏ vào trong cái luống cài đó một cái hộc giống yêu thương. Lại xong 500 lại rồi là hoa yêu thương nở đầy trong đạo tràng Amitabha này. Lại xong 500 lại này, chùa Long Vân đầy hoa yêu thương hết. Hiểu không quý Phật tử? Nếu mà nguyên những cái hàng này ngồi mà nó nở đều hết, chàng ơi, hoa yêu thương trong cái vườn hoa Amitabha này đẹp vô cùng. Hiểu không? Còn đằng này mà nếu mà lại hồi cái có người nở, có người lên cục ngủng vậy, có người lên cao, có người hổng lên luôn, quý Phật tử ơi, nguyên một cái vườn hoa của mình nó so le hết, hiểu không? Nguyên một cái vườn hoa Long Vân này nó so le dữ lắm. Quý sư cô ơi, chúng ta là những cái hạt giống mẫu của nó nha. Mình là những hạt giống mẫu, hạt giống đã kiểm định rồi đó. Hạt giống này phải lên cho nó lẹ làng đàng hoàng, hạt giống khỏe. Quý sư cô mà nở sớm, quý sư cô mà nở to, thì cái hàng của mình đó, hạt giống đi theo mình nó mới nở theo được. Đừng có nói với Bồ Tát Quan Âm, mô Phật, dạ tụi con già, tụi con đuối quá, cho nên tụi con hấp thụ đất chưa kịp, cho nên tụi con không thèm mọc luôn đó, là rồi. Hiểu không? Mặc áo vàng là gì? Là hồn con là đất. Mặc áo lam là gì? Hồn con là mây. Cuộc đời con đã gửi gắm cho mây trời và đất. Hiểu không quý Phật tử và quý sư cô? Chúng ta mặc áo vàng và áo hậu lam, tức là toàn thân và tâm của mình là mây trời, là đất. Mây trời là mặt trời, đất là gì? Là mặt đất. Tức là sự sống đó quý sư cô à. Không phải đương không rồi cái mình mặc áo hậu lam, mặc y vàng đâu, mà mặc vào trong đó để chứng tỏ rằng con đang sống. Bởi vì con có trời, con có đất là con đang sống. Quý Phật tử hiểu không? Đất mà không có trời, đất sống nổi không? Trời mà không có đất, có ai sống được không? Cho nên đất và trời là tượng trưng cho sự sống.
Thì quý sư cô ơi, tất cả chúng ta đang tượng trưng và chúng ta đang làm cho quý Phật tử ngồi trong đây đi theo dấu chân mình là đi theo dấu chân của sự sống. Lại Quan Âm tức là chúng ta đang sống. Lại Quan Âm tức là chúng ta tìm lại sự sống của chúng ta. Từ lâu chúng ta đánh rơi trái tim của mình rồi. Nguyên một đạo tràng này nè, ngồi trong đây toàn bộ con người không có trái tim. Gờ lên ngực có không? Mô Phật nó còn đập bịch bịch mà. Cái đó là trái tim thịt chứ không phải là trái tim của Bồ Tát. Chúng ta đánh rơi trái tim của Bồ Tát từ lâu rồi quý Phật tử. Và bây giờ chúng ta vào trong đạo tràng này, quý Phật tử ơi, chúng ta chưa có một người nào tìm lại cho mình trái tim của Bồ Tát cả. Nếu người nào đã tìm được trái tim của Bồ Tát thì cái câu đầu tiên Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta đã thâm nhập được 500 cái lễ lại Quan Âm. Nếu mà chúng ta chưa biết được thì quý Phật tử ơi, chúng ta chưa tìm được trái tim của Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi là gì? Là trái tim yêu thương lớn của Bồ Tát đó. Cho nên Nam Mô Đại Từ Đại Bi, con xin quay trở về trái tim yêu thương lớn của Bồ Tát. Mà Đại Từ Đại Bi mình không hiểu, tức là mình đánh rơi trái tim của Bồ Tát. Đại Từ là gì? Là lòng ban vui lớn. Đại Bi là gì? Lòng cứu khổ lớn. Cho nên quý Phật tử ơi, mình có ban vui chưa? Mình có cứu khổ chưa? Chừng nào người nào có ban vui, người nào có cứu khổ thì chúng ta có trái tim của Bồ Tát. Hiểu không quý Phật tử? Trái tim của Bồ Tát chỉ có một thôi, nhưng mà tại sao là ban vui và cứu khổ? Quý Phật tử ơi, ban vui là gì? Tức là trái tim của mình mở cửa ra, phóng muôn ngàn cái hương thơm yêu thương ra tận vô lượng chúng sinh ở ngoài kia. Đó là ban vui, trái tim mở cửa. Còn cứu khổ là gì? Ôm ấp chúng sinh trong vô lượng, trong mười phương vào trong trái tim mình. Cho nên ban vui là gì? Là từ trái tim phóng ra. Cứu khổ là gì? Đem vào trong trái tim. Chỉ là trái tim của Bồ Tát thôi. Cho nên đạo tràng của mình, chừng nào trái tim của mình mở cửa, quý Phật tử ơi, nụ cười của mình mới có. Đạo tràng Lam, người ta gọi là Lam Hiền. Cái mặt của quý Phật tử có hiền không? Dạ Mô Phật, con mặc áo lam. Áo lam con hiền, chứ cái mặt con không hiền. Người ta kêu mình là Lam Hiền thì quý Phật tử phải nhớ ban vui và cứu khổ. Chúng ta dám ban vui không? Quý Phật tử dám ban vui cho chúng sinh không? Không dám đâu quý Phật tử. Mình ban vui mà mình phải có lợi nhuận mình mới ban vui. Mình cứu khổ mình phải có toan tính mình mới cứu khổ. Như thế không được. Ở đây phải làm sao ban vui và cứu khổ? Chính bằng trái tim yêu thương của mình, chính bằng trái tim lớn của Bồ Tát mới được. Trái tim đó chúng ta có quý Phật tử à. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ung dung bước lên ngôi vị giác hoàng, Đức Phật đã nói: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Ta đã tìm được trái tim yêu thương lớn rồi, các con sẽ tìm được trái tim yêu thương lớn đó. Đức Phật khẳng định như vậy và Đức Phật mong muốn như vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta, những đứa con của Phật mà mãi mãi không giữ lời hứa với Phật. Hiểu không quý Phật tử? Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Tức là chúng ta hứa với Phật là con xin tìm trái tim lớn của Phật. Con quy y Pháp, con xin tìm trái tim lớn của Bồ Tát. Con quy y Tăng, con xin tìm trái tim theo dấu chân của Tăng Ni xuất gia tại Ta Bà này. Nhưng mà cái lỗi lớn nhất của mình là mình thất hứa với Bồ Tát, mình thất hứa với Phật. Mình không bao giờ đem trái tim của mình để mà chúng ta hòa nhập với trái tim lớn của Phật và Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phải không? Trì chú Đại Bi, quý Phật tử có đọc câu đó không? Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát có đọc câu đó không? Nhưng mà không bao giờ hội thượng Phật được hết. Nam Mô Đại Bi, con đem trái tim yêu thương lớn đó hội thượng Phật Bồ Tát, đi đến đỉnh cao. Hội thượng là con dâng trái tim của con đến đỉnh cao của trái tim Phật và Bồ Tát. Nhưng mà quý Phật tử ơi, chúng ta chưa bao giờ đem trái tim của mình dâng lên đỉnh cao với trái tim của Phật và Bồ Tát. Mình đảnh lễ Phật có nhiêu đây thôi mà mình còn toan tính với Bồ Tát. Mình đảnh lễ Phật có bao nhiêu đây thôi mà quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta còn bị mệt mỏi nó đánh lừa. Thì quý Phật tử ơi, làm sao chúng ta vừa lại Phật mà tặng cho Đức Thế Tôn, tặng cho Bồ Tát Quan Âm nụ cười chan chứa của mình đây. Đêm nay nhất định đi quý Phật tử, mỗi một lễ là một đóa hoa, mỗi một lễ là một đóa hoa môi, tặng cho Bồ Tát Quan Âm và mình thông báo cho Bồ Tát Quan Âm rằng con đảnh lễ người, con không bị
mệt mỏi nó đánh lừa con nữa. Con đảnh lễ người, con không bị cái ý thức nó đánh lừa con nữa. Con đảnh lễ người mà con dâng lên cho người nụ cười của con, chứ không phải như ngày xưa con dâng cho người hoàn toàn là nước mắt. Hiểu không? Từ xưa tới giờ mình cúng dường Bồ Tát Quan Âm bằng nước mắt. Cúng dường Bồ Tát Quan Âm mà khuôn mặt của mình rực lửa hận thù. Mình cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm mà bụng đầy dao gậy. Mình cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm mà thân và tâm của mình chìm đắm trong nước tham dục. Hôm nay chúng con phát nguyện trong đạo tràng thánh địa Amitabha. Nơi thánh địa này chúng con sẽ cải tạo đất. Nơi thánh địa này chúng con sẽ dung trồng đất. Nơi thánh địa này chúng con sẽ khẩn quan đất của chúng con. Để rồi mỗi một bước chân con bước tới, để rồi một đảnh lễ của con là một lần con gieo giống yêu thương vào trong thánh địa yêu thương này. Kính lại Bồ Tát Quan Thế Âm, xin người chứng minh cho con. Sau 500 lại này rồi, kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch Bồ Tát Quan Thế Âm, một đứa trong chúng con là một cây yêu thương. 500 lại của Bồ Tát Quan Âm là 500 đóa hoa yêu thương, 500 quả ngọt của yêu thương. Phát nguyện như vậy, mỗi một đảnh lễ chúng ta phát nguyện như vậy, thì quý Phật tử ơi, sau 500 lại rồi, cả một vườn hoa, cả một vườn trái cây, trái yêu thương, quả yêu thương. Quý Phật tử ơi, vườn hoa yêu thương của chúng ta thơm ngát hương vị của yêu thương. Được không quý Phật tử? Không phải trồng ở đây không, thánh địa Amitabha của chúng ta không phải chỉ ở Long Vân. Thánh địa Amitabha của chúng ta mãi mãi giữa đời thường. Quý Phật tử ơi, chúng ta đi ra ngoài kia, chúng ta vẫn gieo hoa yêu thương được. Không phải chỉ 500 lại trong tối đêm nay, mà quý Phật tử ơi, mỗi một ngày chúng ta đều có một cái đảnh lễ cả. Không phải đi ở ngoài đường, rồi quỳ ở ngoài đường rồi lại như là thầy Tâm Mẫn. Không phải, không cần thiết. Mà cái lễ lại của mình là gì? Gieo giống yêu thương như thế thôi. Hãy nhớ, mỗi một lễ Phật là mỗi một lần gieo giống yêu thương là được rồi quý Phật tử. Thành ra rồi, khi mà chúng ta gieo giống yêu thương là chúng ta đang đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Hồi nãy thầy nói rồi, quý Phật tử dẫn tay một bà cụ đi qua đường, đang gieo giống yêu thương. Cầm một bịch gạo cho một bà cụ là gieo giống yêu thương. Nhưng đừng bao giờ cho một bà cụ một bịch gạo mà để cho ảo giác đánh lừa nữa. Mất đi cái hạt giống yêu thương, mất đi âm thanh yêu thương trong lòng mình, mất đi Bồ Tát Quan Âm đang tìm về trong ta. Hiểu không quý Phật tử? Mình cho một bà cụ, cho bà cụ một bịch gạo, mình phải làm sao khi cái tay của mình tặng một bịch gạo cho bà cụ, bà cụ vừa nhận bịch gạo, Quán Thế Âm xuất hiện liền. Quán Thế Âm xuất hiện liền quý Phật tử. Ở đây mình cho mà không gai, đạo tràng Amitabha, đạo tràng Long Vân có bao giờ phát gạo cho dân nghèo không quý Phật tử? Đạo tràng mình nè, có khi nào quý Phật tử phát gạo cho dân nghèo không? Quý sư cô ở đây nè, có không? Nhưng mà có thấy Quan Âm xuất hiện không? Mô Phật, dạ phát hoài mà không thấy Quan Âm xuất hiện. Lý do tức là chúng ta làm cái gì mà chúng ta quên gieo trồng cái đó. Chúng ta cho chúng sinh gạo, tức là chúng ta đang chuẩn bị gieo giống yêu thương. Nhưng mà cho yêu thương nhưng mà không dung trồng yêu thương, không tưới tẩm yêu thương, không dung phân yêu thương, không chăm sóc yêu thương. Quý Phật tử ơi, mình bố thí hay là mình phát gạo từ thiện như vậy, Quan Thế Âm không xuất hiện. Tại vì khi mình cho người ta rồi là tâm của mình cứ suy nghĩ như thế này: cho bà cụ bịch gạo là tội nghiệp bà quá, bà nghèo, con bà không có nuôi, bà đi bán giấy số tội quá, thấy bà quá tội nghiệp cho nên cho một bịch gạo. Không, Quan Âm không xuất hiện. Có người cầm cho bịch gạo rồi, nói bà này lần nào cũng như lần nấy, cho cái quay lưng đi liền, không cười cái nào chứ, không có biết cảm ơn miếng nữa. Rồi Quan Âm không xuất hiện luôn. Đó là ảo giác đánh lừa, là lợi lộc, là công danh, là toan tính đánh lừa mình đó quý Phật tử. Chừng nào tất cả chúng ta cầm một bịch gạo cho một bà cụ xong rồi, nói trong tâm của mình liền: không phải tự nhiên mà con cho bà cụ một bịch gạo này đâu. Nhân duyên, trùng trùng duyên khởi. Cho nên ngày xưa bà đã từng cho con bịch gạo này, cho nên hôm nay bịch gạo này mới từ trong tay con cầm tặng lại cho bà. Nhân quả trùng trùng duyên khởi. Cho nên thưa bà cụ, con cũng đã từng đi tìm bà cụ, nhưng mà trong đoạn đường sanh tử xuống lên lên xuống trong ba nẻo sáu đường, con tìm bà hoài không gặp. Cho nên hôm nay tại đạo tràng Long Vân con đã tìm gặp được bà, con xin gửi trả lại cho bà bịch gạo năm xưa, con cảm ơn bà. Quan Âm xuất hiện liền. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy đó, Quan Âm mới xuất hiện.
Như vậy là đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm rồi đó, chứ không phải là mình chỉ đảnh lễ ở trong tối đêm nay không đâu. Đêm nay đảnh lễ là nghi lễ, lễ bái Quan Âm, nghi lễ. Còn quý Phật tử phải thực hành lễ bái Quan Âm kìa. Tức là mỗi một lần mà chúng ta tặng cái lòng yêu thương cho một người là chúng ta đã lễ bái Quan Âm. Vì Quan Âm là gì? Là Bồ Tát mệnh danh là mẹ yêu thương. Cho nên tất cả chúng ta lại Quan Âm, tức là chúng ta đang đảnh lễ gieo trồng hạt giống yêu thương của chúng ta. Thầy thấy quý Phật tử ơi, chưa có gieo giống mà cái cây của nó muốn sụm xuống rồi. Nghe Pháp có một chút mà nó muốn sụm xuống như vậy rồi, làm sao cây yêu thương nó xanh lá được đây? Cái cây ngồi mà nó không mạnh mẽ gì hết trơn, nó ngáp hoài vậy rồi sao ra hoa nổi? Giờ này đâu phải giờ ngủ đâu, mà cái thói quen nó kỳ cục, nó đánh lừa mình hoài. Giờ này con ở nhà là con không bao giờ buồn ngủ, mà tại sao con vô trong đây con nghe Pháp là con ngáp hoài? Vì sao vậy? Ảo giác đánh lừa. Giờ này con đâu có ngồi yên một chỗ, con đi chỗ này con đi chỗ kia, tâm con đang động. Mà bây giờ quý ni sư, quý sư cô bắt con ngồi trong đây mà kêu bằng là giống như nhốt con trong đây, thì cái tâm động của con tự nhiên nó không chịu. Mà nó không chịu tức là nó phản ứng, mà nó phản ứng tức nó ngáp vậy thôi. Nó ngáp xong rồi mỗi lần mà cái miệng con nó gọng ra rồi thì con mắt con nó hẹp lại liền, vậy là ngủ. Rồi làm sao mà ra quả được đây quý Phật tử? Qua yêu thương không trổ quả yêu thương, làm sao mà nó không có con sâu nằm trong đó? Hiện tại bây giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe, cây yêu thương quý Phật tử có, lá yêu thương có, nhưng mà không xanh lắm, vàng vàng nó muốn rụng rồi. Qua yêu thương cũng có mà nó sụp xuống vậy nó héo rồi. Quả yêu thương cũng có nhưng mà bị con sâu nằm trong đó. Con sâu của ảo giác đánh lừa đang nằm trong quả vị yêu thương của quý Phật tử. Tất cả chúng ta cứ để như vậy hoài, chúng ta nuông chiều mãi mãi, chúng ta cứ bước chân theo nó như là một tên đầy tớ mãi mãi, không bao giờ rời chân ông chủ. Hồi xưa ảo giác nó đứng sau lưng mình, nó là tên đầy tớ của mình, nhưng rồi mình nuông chiều nó riết thì ảo giác sau này nó trở thành ông chủ và bản thân mình, đánh mất đi lòng tự chủ của mình, cuối cùng mình trở thành tên đầy tớ của nó, gọi là ô xin của quỷ. Đạo tràng Long Dân ai là ô xin của quỷ đâu? Một Phật tụi con hỏng giơ tay lên, có nghĩa là nguyên một đạo tràng của con là nô lệ của ma hết rồi. Tội quá. Thầy tán thán quý Phật tử, có nghĩa là chỉ 50% thôi. Tức là cái tinh thần của quý Phật tử đến đạo tràng này, tinh thần của quý Phật tử hướng về Bồ Tát Quan Âm, tinh thần của mình có quý Phật tử, tinh thần của mình có, nhưng mà nghị lực của mình thì không. Cái tinh thần nó làm cho chúng ta ngồi trong đây, tinh thần của mình nó làm cho chúng ta có thể gác bỏ tất cả những công việc, có thể xin về sớm, có thể cái này cái kia đầy đủ hết. Nhưng mà nghị lực của mình khi đến đây, mình đối đầu với ma chướng, mình đối diện với Phật, quý Phật tử ơi, mình là trở thành những con người thất bại. Mình đối diện với Phật mà mình nhìn mãi không ra khuôn hình của Phật, mình đối đầu với nghiệp chướng, mình gục đầu chấp nhận thua cuộc, thì tất cả chúng ta mãi mãi chúng ta không bao giờ tìm về bên Phật được đâu. Thấy không? Nghị lực của chúng ta không có quý Phật tử à. Thầy chỉ cầu mong làm sao tối đêm nay quý Phật tử phải lãnh đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm có chữ lực đã đủ rồi. Niệm bỉ quán âm lực có nghĩa là gì? Là có tâm lực, có đạo lực, có nghị lực, có nhẫn lực, có tất cả mọi thứ lực. Thì tất cả chúng ta mới có thể đầy đủ sức mạnh vượt qua ranh giới của phiền não, đạp lên đầu sóng cả của cuộc đời, nhảy vào trong lửa đỏ của cuộc đời, dẫm chân lên tất cả những gông cùm xiềng xích của cuộc đời, để cho những cái mà gọi là cái đao, cái dao của cuộc đời phải gãy đổ trước mặt mình. Dao trong lòng có nghĩa là tâm ích kỷ, tâm ác độc, cái dao ở trong đầu mình. Gông cùm xiềng xích là vật chất xa hoa, nó đang giam cầm, nó trói buộc mình, cái tâm cố chấp. Lửa là gì? Là sự sân hận, sự nóng nảy của mình. Nước là gì? Là tham ái, tham dục, điên cuồng của mình. Tất cả những thứ đó, quỷ la sát ở trong cái nước la sát đó quý Phật tử ơi, có nghĩa là cái tâm của mình, cái tâm sát hại của mình nhiều quá. Cái tâm mà gọi là cái gì quý Phật tử? Cái tâm mà thí dụ như nguyền rủa người ta, cái tâm mà giận người ta rồi bắt đầu chửi bới người ta, cái tâm đó là cái tâm la sát hết. Đạo tràng của mình đi đảnh lễ Quan Âm rồi, từ đây trở về sau hãy để tâm của mình trống, hãy để tâm của mình sạch, hãy để tâm của mình sáng, hãy để tâm của mình đầy hương hoa. Rồi tất cả chúng ta mọi người đều phải chết cả, nhưng mà quý Phật tử ơi, có nhiều người chết mà cái tâm đầy rác. Có những người ra đi mà nhà của mình hoàn toàn trống không và sạch sẽ.
Ngay từ bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta cứ lượm rác của cuộc đời, chúng ta cứ nhét vào trong tâm của mình hoài, thì ngày mình ra đi rồi, quý Phật tử ơi, nhà của mình đầy rác. Mà nhà của mình đầy rác thì đừng bao giờ sanh lên tịnh độ được. Nhà của mình đầy rác là quế tâm, mà quế tâm thì chiêu cảm đến quế độ, tịnh tâm mới chiêu cảm đến tịnh độ. Mình cầu nguyện đến thế giới của Amitabha, mình cầu nguyện đến thế giới của Phật, mình cầu nguyện cho mình đến đạo tràng của tịnh độ. Mà quý Phật tử ơi, mỗi một ngày đi lượm rác nhét vào trong đây, mỗi một ngày đi lượm rác nhét vào trong đây đó, người ta chưa kịp đem rác tới là đi lợi sinh rác người ta nhét vô rồi. Sao chị, sao chị, hai vợ chồng nó sao? Bữa hổm chị kể mới có nửa câu chuyện à, cái chị nín luôn à. Sao rồi, vợ chồng nó có ly dị không? Người ta chưa kịp cho rác, mình đến nhà người ta mình xin rác để nhét vô. Thế gian gọi là nhiều chuyện đó quý Phật tử. Thấy không, mình tu như vậy cái chết của mình không đẹp. Người nào chết nhìn cái mặt là biết cái đầu đầy rác. Chết mà con mắt trợn lên, lỗ mũi giật qua một bên méo xẹo, miệng hả ra như thế này, tay chân co quắp, chết trong tâm của mình đầy rác hết. Còn chết mà tâm hồn thanh thản, quý Phật tử ơi, cái tâm của mình không có một chút rác nào hết, tâm trống không, thì người chết quý Phật tử ơi nằm một cách nhẹ nhàng, nở một nụ cười hoan hỷ trước lúc ra đi, thông báo cho đạo tràng biết rằng ngày mai tôi đi, quý huynh đệ ở lại mạnh giỏi đàng hoàng luôn. Chết như vậy quý Phật tử ơi, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, đi trong nụ cười đó quý Phật tử, đi trong trái tim của Bồ Tát, đi trong cái sự mở rộng cánh cửa tâm hồn. Cho nên quý Phật tử đọc kinh Phổ Môn mà quý Phật tử không bao giờ mở rộng cánh cửa của trái tim. Phổ là mở rộng ra, cửa, chữ môn là cửa. Phổ Môn là mở rộng cánh cửa của Bồ Tát. Đạo tràng của mình tụng Phổ Môn mà chưa bao giờ có Phổ Môn thị hiện. Hiểu không quý Phật tử, chưa mở cửa trái tim. Đạo tràng của mình ai mở cửa trái tim rồi, giơ tay lên cho thầy mừng một cái coi. Nguyên một đạo tràng mấy ngàn người không ai mở cửa hết. Thất bại không? Có ai gõ cửa trái tim chưa? Có chưa? Mô Phật Đức Chúa Giêsu có dạy, hãy gõ sẽ mở, hãy tìm sẽ gặp. Con chưa gõ cho nên nó không mở. Con chưa tìm cho nên mãi mãi con không bao giờ gặp được. Hiểu không? Thầy cầu chúc tối đêm nay đạo tràng Amitabha của chúng ta, mỗi một lại là một hạt giống yêu thương. Xong 500 lại rồi, 500 đó qua yêu thương rộ nở giữa đời thường. Xong 500 lại này rồi, về nhà 500 quả vị yêu thương ngọt ngào trong căn nhà của mình. Thầy cầu chúc một lần nữa cho Ni Sư Như Dung mãi mãi là đầu tàu, quý chư Tôn Đức Ni mãi mãi là những hạt giống kiểm định, hạt giống mạnh giỏi. Và toàn thể đạo tràng của chúng ta, nam nữ Phật tử chia chiếc áo tràng lam này, được mệnh danh là Lam Hiền, mãi mãi là những cội cây yêu thương. Và luôn luôn lúc nào đi đứng nằm ngồi đều trổ hoa yêu thương. Đến cả đến lúc chúng ta trong giấc ngủ của chúng ta cũng là những đóa hoa yêu thương. Sự im lặng của mình cũng là những đóa hoa yêu thương. Thầy cầu chúc cho đạo tràng Amitabha trong đêm nay, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi trổ những đóa hoa yêu thương. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.